Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Halo Channel. Marvel's Spider-Man đang là tựa game nhận được rất là nhiều đánh giá tích cực từ cộng đồng game thủ trong thời gian vừa qua. Và chỉ sau vài ngày bán ra thì tựa game về chàng nhện nhọ này đã xuất sắc trở thành một trong những tựa game siêu anh hùng bán chạy nhất mọi thời đại. Và để hưởng ứng sự tích cực đó thì chiếc máy PS4 Pro 1T phiên bản giới hạn Spider-Man đã được phát hành và một lần nữa gây được sự chú ý bởi vẻ đẹp ấn tượng của nó. Và bây giờ mình sẽ đọc hộp sản phẩm để chúng ta cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấn tượng ấy nha. Và trên tay mình đang là chiếc máy PS4 Pro phiên bản Spider-Man. Như các bạn đang thấy, máy đang sở hữu một màu đỏ rất là đẹp, tông màu chủ đạo của tựa game Spider-Man lần này. Và phía trước chúng ta có logo của Spider-Man màu trắng được in rất là tinh xảo ở đây, logo của PlayStation. Thì tầng ở phía trên được làm từ nhựa bóng, hơi bám vân tay một chút nhưng mà nó tăng thêm cái tính thẩm mỹ cho máy. Còn hai tầng phía dưới là nhựa nhám ha. Trong bộ máy thì chúng ta còn có đĩa game Marvel Spider-Man kèm theo, sách hướng dẫn và các loại dây cáp kết nối. Tai nghe. Cùng với đó là chiếc tay cầm tông xì tông với phong cách của máy luôn ha, màu đỏ và trắng. Màu trắng thì hiện diện trên các cái nút điều khiển tay cầm. Rất là đẹp và ấn tượng đúng không nào? Thì bộ sản phẩm đang có hàng tại Halo. Ngay bây giờ các bạn đã có thể ghé shop để sở hữu bộ sản phẩm này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào.